Hồn hỡi hồn ơi, cô đơn cõi chết, không người thân thích, không có cơm ăn, đêm tối lang thang, bụng thèm miệng khát, áo cơ quần rách, vất vưởng nơi đâu, hồn hải mau mau, theo tôi chịu lệnh, tôi đốt nhang thơm, cho hồn sưởi ấm, không còn nhang lạnh, tôi cúng áo quần, còn có cơm ăn, đốt thêm vàng bạc, cho hồn tiêu xài, hồn hỡi hồn ơi, hãy về với tôi, không còn vất vưởng. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Canh Tê. Các bạn đã xem video, Cảnh đã phát hiện ra một chiếc xe tăng nằm cặp với lại tuyến đường quốc lộ 1A. Và khi mà tìm hiểu thì đây là dốc miếu và là nơi mà năm 1968 thì trước năm 1968 là Pháp đã chiếm đóng, và sau đó là tới Mỹ, và cuối cùng là Việt Nam mình giành lại. Và cái biển hôm qua mà Cảnh đọc á, là được biết là khi mà hạ gục được chiếc xe tăng thì người dân lập nên cái bảng để ghi giống như là chiến tích của mình đó các bạn. Rồi hôm nay thì Cảnh có mua ít trái cây, nước suối và nhang để mà thắp cho những hương linh đã mất ở đây. Vì mình làm bên tâm linh mà, thì ở vấn đề mà chiến tranh hồi xưa thì mình không quan tâm, mình chỉ biết là ở những phần tâm linh. Phía bên kia là nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh nha. Còn đây là cái tuyến đường quốc lộ 1A và dốc đi lên. Theo như mà thông tin Cảnh biết được thì hồi xưa ngay đây dốc miếu là một con dốc rất là cao, và tuyến đường không phải là dễ đi như bây giờ đâu. Bây giờ đã được làm lại rất là dễ. Và cái câu mà điện tử mát gì đó là hồi xưa là có cái hàng rào điện tử, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Cảnh sẽ trở lại ngay chỗ chiếc xe tăng mà hôm qua mình phát hiện. Đây nè các bạn. Thì thời chiến tranh mà rất là nhiều thương vong, mình đâu có biết được ai là ai đâu. Thì lại đi cứ cúng cho những người phước mặt. Mình không biết họ, nhưng mà mình cũng đã tới đây thì mình cúng đi, vì mình cũng đã vào cái nơi của người ta, thì họ mắc ở đâu thì vong linh họ ở đó mà. Còn thời trước thì như thế nào thì đó là chuyện của thời trước. Để Cảnh để máy xong rồi Cảnh qua Cảnh cúng ít trái cây cho những người đã nằm xuống tại đây. Địch hay thù hay gì đó thì đó là chuyện của xưa kia rồi. Mình thắp 3 nén nhang cho những người phước mặt. Hồi xưa thì vùng đất chiến tranh mà, cho nên thì sẽ có rất nhiều người nằm xuống, không có chỉ riêng Mỹ mà có người Pháp, Nam nó rất là nhiều lắm. Thì mình đi làm về tâm linh thì mình cũng kính trọng họ một tí, mình khám phá, mình tìm hiểu thôi. Còn thông tin về chiếc xe tăng này thì không có nhiều. Nam mô Di Phật. Có cái câu chú để mình khấn theo cái câu chú này của một người anh chia sẻ cho mình, để mà mỗi lần cúng là mình sẽ khấn lên câu này. Hồn hỡi hồn ơi, cô đơn cõi chết, không người thân thích, không có cơm ăn, đêm tối lang thang,
bụng thèm miệng khát, áo cơ quần rách, vất vưởng nơi đâu, hồn hải mau mau, theo tôi chịu lệnh, tôi đốt nhang thơm, cho hồn sưởi ấm, không còn nhang lạnh. Tôi cúng áo quần, còn có cơm ăn, đốt thêm vàng bạc, cho hồn tiêu xài, hồn hỡi hồn ơi, hãy về với tôi, không còn vất vưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Hy vọng là những vị phước mặt ở đây sẽ ấm lòng. Và mình cũng sẽ thưởng thức luôn những phần trái cây này nha các bạn. Chứ mình không có phải cúng xong rồi bỏ. Thì mình muốn kết hợp luôn cái ẩm thực. Thì đây là chiếc xe tăng. Rất là hoành tráng luôn. Đây các bạn thấy không? Có những cái này á, là có thể cái đường đưa ra bánh xe ra nè. Trong cái video mình đăng lên á, có một người bình luận giải thích cho mình biết, nói là cái biển ngoài đó ghi á, là kiểu như hồi xưa mà hạ gục được chiếc xăng này nè, người ta cấm cái biển đó, giống như là để chiến công chiến tích hồi xưa. Ồ, cái này là cái gì đây? Cái này giống như cái đường gần cưa ha. Mình sẽ đặt máy ở đây. Rồi biết hiện tại thì bây giờ đang là 1 giờ trưa, nhưng mà thời tiết rất là ôi, rất là tối luôn. Mình đặt máy ở đây xem thử coi là có ghi được hình ảnh gì không. Nhiều người sẽ nói mình khùng, ban ngày mặt mà quay gì. Mình cứ thử nghiệm xem sao, ghi được gì ghi, còn không ghi được thì mình thưởng thức cam quýt với những vị phước mặt. Vừa rồi có một bướm lượn ngang camera của mình đó các bạn. Nơi đây là một nơi mà lưu giữ lại lịch sử thời chiến tranh, nhưng mà có điều là không có nhiều thông tin ở trên mạng, và cũng như là chưa có ai khám phá. Thì mình thấy thì mình khám phá, còn về lịch sử thì mình không có rõ, cho nên thì mình cũng không dám chia sẻ nhiều. Còn về tâm linh thì mình tỏ lòng thành với người âm bằng cách là mua ít cam quýt về nước để cúng kiến cho họ thôi. Thì xác của chiếc xe tăng đã nằm đây,
cái độ mà lên rong rêu như thế này thì các bạn mà nhìn sẽ hiểu, các bạn am hiểu nhìn sẽ biết. Rất là lâu rồi nằm ở đây, cái dòng để mà quay tới quay lui của cái miệng xe tăng nó cũng đã rêu bít hết rồi. Và cái bảng này cũng lâu đời lắm rồi. Hàng rào điện tử Mat Namara. Sau khi cúng tàn nửa cây nhang thì bây giờ mình sẽ thưởng thức trên chiếc xe tăng luôn. Giờ mình sẽ đang ngồi ngay cái miệng của cái chiếc xe tăng này để mà thưởng thức. Hơi khó có chủ đề một tí, tại vì ở trên đây nó treo leo lắm các bạn. Trên đầu chiếc xe tăng nó treo leo lắm, sơ sẩy cái là gớt luôn cái máy quay luôn. Ok. Và bây giờ ăn các bạn ơi. Thì người âm người ta hưởng xong rồi, người dương hưởng. Chứ lại bỏ phí lắm, phí phạm lắm. Là ông trời cũng không có cho mình được cái lọc hoài đâu. Mình cứ ăn xem nhờ cái lọc của người âm ta ăn rồi á. Đừng ai lôi những cái sự hồi xưa vào nha. Xưa kia nó là xưa kia, còn bây giờ là bây giờ, đâu có liên quan đâu. Mình là lớp trẻ mà, mình cứ sống thoáng đi. Thì mình chỉ biết đi là mình thấy cái gì đó độc lạ, mới mẻ thì mình ghi hình lại. Kể cả mình vậy, mình làm cái này mình cũng bất chấp dư luận thôi. Làm người ta cũng chửi, người ta xỉa xói kiếm này kiếm kia, người ta nói hoài. Hy vọng là những vị phước mài phước mặt họ sẽ phù hộ cho những chuyến đi của mình và hành trình của mình khám phá được nhiều điều thú vị hơn. Và bạn nào mà biết được những cái gì đó hay ho như xe tăng nè, có thấy xe tăng chỗ nhà mình mà có chiếc xe tăng nào mà chưa có YouTube nào quay hay là chưa có thông tin trên mạng thì cứ liên hệ với kênh tơi tính quay, hoặc là chiếc máy bay nào rớt gần nhà mình đời nào đó thì những cái đầu mới lạ độc lạ thì chắc kênh tơi sẽ ghi hình hết. Đấy, quan trọng là các bạn có chia sẻ hay không thôi. Ngọt quá các bạn. Ngồi ăn với cái view nó không phải là đẹp, mà ngồi trên đầu xe tăng ăn cảm giác đó rất là lạ luôn. Mình không nghĩ là có một ngày mình được ngồi trên cái đầu xe tăng để mình ăn. Hồi nãy mình mua tới 1 ký mấy quýt luôn, nên giờ ăn double luôn. Mình đâu có biết được là người âm họ có bao nhiêu người đâu. Với lại mua nhiều quá mình cũng không có đủ khả năng. Mua vừa phải thôi. Rồi mua nhiều quá thì bỏ, lãng phí. Mình mua ít mình ăn luôn. Mà quýt này công nhận cái vỏ nó mỏng mà không có hột nữa.
Mời các bạn nha. Mời các bạn, mời các vị phúc mặt mặt nha. Những hạt quýt này nó già rồi, mình gãi đây. Sau này các bạn có dịp đi ngang đây mà thấy có mấy cây quýt đó là biết của mình nè. Mình gieo giống. Mình gieo giống cây nào lên được lên. Chứ đây cũng mập cây xung xơi. Trái này hột quá. Ok, ăn xong trái này, bây giờ mình đi xuống trong cái khoang của xe tăng để tiếp tục ăn nha các bạn. Đâu phải lúc nào cũng có dịp đâu. Thì lâu lâu có cái dịp ăn ở trong xe tăng thì mình trải nghiệm ha. Nãy ăn trên mua xe tăng rồi. Bây giờ là vào bên trong xe tăng ăn nè, cho nó quách. Người ta phải bỏ tiền ra để mà thuê xe tăng để mà chạy có mấy phút thôi, còn mình là có cơ hội không tốn xu nào hết. Ok, mình đã vào bên trong chiếc xe tăng rồi các bạn. Ok, đây có tảng đá nữa. Thì các bạn theo dõi kênh của Faber đó, thì ảnh đi bên nước ngoài á, ảnh phải bỏ biết bao nhiêu tiền để mà thuê chiếc xe tăng, ảnh vào xe tăng. Nhưng mà có điều là ảnh được trải nghiệm ảnh bắn luôn, còn mình không có trải nghiệm bắn được. Nhưng mà mình trải nghiệm ăn các bạn, mình ăn luôn ở trong xe tăng cũng đỉnh vậy, đúng không các bạn? Để mình chọn trái nào ngon ngon mình ăn nha các bạn. Trời ơi, trải nghiệm ăn uống trong chiếc xe tăng gì còn đòi gì nữa. Có ai VIP bằng mình không? Có ai mà ăn uống trong xe tăng như mình không? Quýt gì nè, da mỏng. Cái trái đầu tiên ăn không hộp, nhưng mà trái sau ăn hộp quá. Cái này mà dọn dẹp sạch sẽ lại là một cái nơi trải nghiệm cũng khá là lý thú á. Nhưng mà phải cứng nha, chứ còn yếu yếu uống dế cũng mệt đó. Tại vì các bạn biết rồi đó, cái thời mà chiến tranh thời xưa mà đâu có dừa gì, thì những cái người mà đã nằm ở dưới đây á thì cũng không ít đâu. Và chưa kể là người lái xe tăng họ, cái chiếc xe tăng mà bị banh luôn cả miệng súng rồi gì á, thì hồi xưa chắc cũng dữ dội lắm, không phải đơn giản đâu. Ăn các bạn ơi, thử cảm giác ăn ở trong xe tăng, ăn trong khoang của xe tăng có khác là ăn ngoài không? Trời ơi, tao nói nó chua không biết như thế nào nữa. Mà trời, nó chua quá, không biết như thế nào nữa. Ngồi trên phan trên xe tăng á ăn nó ngọt, mà sao vô đây ăn nó chua quá. Ngay cái trái nó chua quá, nãy giờ không có chua, giờ rất là chua. Chua quá, chua luôn. Ừ.
mình thấy được mấy cái cần điều khiển rồi nè các bạn. Mình dẫn các bạn đi xem nha. Chua quá. Đây là mấy cái cần điều khiển của xe tăng. Chua quá. Này cái phanh trước. Và khi mà điều khiển xe tăng thì sẽ góc nhìn từ đây. Nhưng mà không có nhìn từ đây đâu. Ồ cái này là gan. Cái này là gan. Thì sẽ nhìn ở đây. Ở đây sẽ có cái lỗ để mình nhìn lên. Thì chúng ta sẽ nhìn từ đây. Mình sẽ đưa lên nha. Đó, đưa từ đây để mà quan sát. Đó, quan sát từ cái lỗ nhỏ này. Ta sẽ có cái ống. Ui trời, từ nhà nó bám đầy hết cái camera của mình này. Còn đây là những cái đồ dụng cụ. Hầu hết là chiếc xe tăng này được làm từ gang thép hồi xưa, rất là bền. Chua. Tại sao chua vô đây ăn nó chua thế như vậy? Chua quá. Thế là ăn nãy giờ chưa hết nửa trái nó chua quá chua. Chua quá. Đây cũng có vàng để. Gán ăn cho hết, không có bỏ của nha các bạn. Rất là phí phạm. Những cái công tắc, những cái trên đây đều có cái công dụng riêng của nó hết. Mà do là nó bị hư hại cho nên là không có nhìn rõ được những cái chi tiết của những cái món đồ này. Nó giống như cái này là nó có cái bù lon. Nó có hai bù lon đây nè, nó có hai lỗ. Đây nữa. Đây là cái gì nữa? Chua quá. Bịch quýt này đem ra cho bạn cameraman ăn phụ. Chứ thật sự thì ăn để trải nghiệm thôi. Ăn để trải nghiệm thôi chứ không phải là ăn để no. Đó. Ăn để no là mình đã mua cái món khác rồi, bánh bao hay gì đó. Nhưng mà ăn trải nghiệm thì mua quýt được. Để cúng luôn. Cúng xong rồi mình thưởng thức luôn. Giờ mình leo ga nè. Khó cái là cái quá trình leo vô leo ga mà một người nó đi á. Mà nó khó chỗ đó. Vừa leo trèo mà vừa phải ghi hình lại. Phải giữ máy nữa, không thôi nó gớt máy nữa. Rồi, gớt lại chiếc dép ở trong rồi. Rồi, phải leo vô lại. À, không biết có cái thế lực vô hình không. Nhưng mà leo lên trên rồi thì lại gớt lại chiếc dép và mình phải nhảy vô lại. Lại lần nữa các bạn ơi. Rồi, cái bịch quýt ở dưới mình để lên, mình tưởng đâu ở đây là bằng. Ai ngờ nó meo meo nữa trên ở dưới luôn. Hey. Các bạn thấy sao về video khám phá chiếc xe tăng bị bỏ hoang từ thời chiến tranh mùa hè đổ lửa năm 1972 đến giờ? Thì nếu mà các bạn am hiểu về lịch sử, về thời xưa, các bạn có thể bình luận ở bên dưới để cho Cảnh Tê học hỏi và biết thêm. Còn với Cảnh Tê thì xanh sao để muộn, không biết được nhiều. Và trong video Cảnh Tê mà nếu mà có nói gì
mà không hài lòng thì mong là các bạn quan hỷ, xem để giải trí, xem để biết thêm đây đó. Vì cảnh tê cũng không có thông tin về cái chiếc xe tăng này, và cũng như là không có am hiểu nhiều về lịch sử. Và cảnh tê chỉ đi khám phá đây đó và ẩm thực, ăn uống, rồi trải nghiệm, rồi tâm linh này nọ các thứ thôi. Chứ cảnh không có chuyên về lịch sử nha các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến thêm này, và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Và hy vọng sắp tới đây cảnh tê sẽ ghi hình và được các bạn quý mến ủng hộ cho cảnh tê. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.